Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Thì hôm nay Smart Home giới thiệu với mọi người về cái bộ điều khiển xi lanh khi nén. Ở đây thì mình đang sử dụng bộ timer này, đếm lùi đếm tiến này để điều khiển cái van xi lanh này. Ở đây là cái xi lanh, ở đây có những cái van điều áp đẩy về, ở đây là cái dây nguồn khí được đẩy vào. Đây là nút reset này, bộ này thì hoạt động timer này hoạt động ở điện áp 220V. Thì mình sẽ lấy cái đầu ra tiếp điểm của relay ở trong đây thì mình sẽ đưa vào đây để mình đóng ngắt cái phần xi lanh 24V này. Và đây là cái nguồn nuôi 24V. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bật cái cơ chế hoạt động của nó, mình sẽ giải thích luôn cho các bạn xem. Đây, khi mình cấp nguồn vào thì đây nó sẽ đếm lùi 3 giây này. Đấy, và đây nó sẽ đẩy ra. Đấy, cái sản phẩm này thì mình thấy ứng dụng rất nhiều thực tế ở trong tự động hóa, hoặc là lần này thì có rất nhiều cái chế hoặc là sử dụng ở trong y tế để bóp khí nén, bóp cái thở của mình ấy. Thì thay vì thở chưa được bằng tay thì mình có thể sử dụng cái này để mình làm. Thì làm sao để cho nó phù hợp thì ở đây cái này thì nó có cái thời gian này thì các bạn có thể setup được này. Đấy, setup được, ở đây mình đang setup 5 giây này. Đấy, và 4 giây này. Đấy, thì thêm nữa thì ở đây nó có một cái van điều áp này, thì mình chúng ta có thể thay đổi cái tốc độ đẩy xi lanh ra làm sao cho nó phù hợp. Đấy, các bạn thấy mình khi mình vặn xi lanh vào thì cái tốc độ đẩy vào đẩy ra nó khác hẳn. Đấy, đấy, tùy thuộc vào cái nhịp độ đẩy xi lanh ra thì để mình có thể căn chỉnh cho nó phù hợp với cái ứng dụng của mình. Thì ở đây mình chỉ review cái tính năng hoạt động của nó thôi. Cơ chế của nó cũng rất là đơn giản, thì đẩy khí vào, sau đấy là đưa qua cái bộ ở trong này, thì còn nó có cái phần ron trục hút từ, nó sẽ đẩy cái thanh trượt ở đây. Mình thì mình cũng không hiểu chuyên ngành lắm vì bên mình chuyên về điện tử, nên là có thể những cái câu nói nó sẽ đụng chạm với anh em về bên tự động hóa, thì mình cũng giải thích sơ qua thôi. Đấy, thì cơ chế của nó là cái van này nó sẽ đơn giản là nó sẽ điều tiết cái xi lanh này đẩy ra đẩy vào. Đấy, còn ở đây mình đang lắp ghép sử dụng một cái timer để đóng ngắt nó. Trường hợp mình test với trường hợp là không cần cái nguồn timer này cũng được nhé. Ở đây mình thấy mình test, mình tháo cái này ra. Đấy, ở đây nó không còn nguồn thì các bạn có cái van ở đây này, các bạn có thể nhấn vào thả ra thì nó cũng thay đổi cái khí xi lanh cũng đấy. Đấy, còn tùy thuộc vào các bạn ứng dụng, ví dụ như có thể sử dụng các cái timer này hoặc là các cái bộ điều khiển bằng IC hoặc là như nào đấy để thay đổi cái điều khiển cái van này. Đấy, cái van này mình đang dùng loại 24V nhé, 24V. Đấy, có hai cái xả được gọi là cái lọc tiếng ồn, thì lắp cái này vào thì nó sẽ không ồn. Đây, hai cái này. Còn ở đây là van điều áp, gọi là van điều áp. Đấy, đấy, tốc độ nhanh hơn này, ở hẳn van này này, mình thấy cũng khá là khỏe đấy. Đây, ví dụ này, đấy, khá là mạnh đấy. Ok, ở đây mình vừa giới thiệu các bạn về cái bộ điều khiển xi lanh khi nén. Cảm ơn các bạn đã quan tâm sản phẩm Smart Home.